Hai vợ chồng anh xin chào cô chú anh chị ha. Thì nay hai chồng anh sẽ đi đổ vốn tiếp ha nha. Coi kiếm mới cua nữa ha. Hôm bữa thì hai vợ chồng nên đổ được mới cua nên còn rộng rồi ha. Rồi bữa nay nên đi đổ kiếm thêm mới nữa nha. Lặng kiếm mới cua nữa lặng nó nấu bún cua ăn cả nhà. Nên sáng này nên có nhờ bà chị đi đặt lợp ếch chứ xong á, nhờ bà mua giùm ký bún, nhờ bà mua giùm ký bún với giá đâu á. Thì nay đổ có gì không vậy nè, cầm ơi xuống đổ rồi cuốn lên à, bà trên xã nè. hai em chào cả nhà. Không biết nay có cua không bạn? Chỉ có mấy con chứ không có cá gì nữa. Bữa không có cá lóc ngon quá rầm, quên nó đi lấy cái bằng chải theo. Quá đóng rồi. Rồi có được cua mà, được mấy con cua nữa mà. Con cua. Được mấy con cua. Ừ, có con cá chạch nữa nè. Rồi, để cá tiếp mình quay tiếp. Có không? Có gì không? Để đi em dịch cho. Có gì không? Cua. Ừ. Có cua là mừng rồi. Có cua là mừng rồi. Nếu bún cua phải có cua. Cua cái rô. Rô bự không? Có cua. Có cua rồi cả nhà. Có mấy cái rô. Dạ. Đấy tiếp mình quay tiếp. Có không? Sao nó trống khu dữ à? Trống cái đuôi vớn dữ à? Có cái gì anh? Có cái gì? Con ếch phải không? Cá chê hả? Rồi cắn banh cái đầu lứ đó nữa rồi. Sức kìa. Vô ếch. Vô ếch. Được con cá chê. Để đi, để đó đi. Kho ăn cũng được. Được mới cua nó đủ nấu bún rồi cả nhà. Rồi, đi để đánh đậu rồi. Được với được mớ cá cả nhà. Bắt cua bỏ vô đi vậy. Cua đó cua ấm. Chết rồi. Nó còn sống. Sống gì nổi mà sống. Nè. Cái giò cẩm. Thấy gì mà không có sống nổi đâu. Thả xong đi. Cuốn này làm gì trời, câu cá là ngon lắm. Thả xong coi nó sống nổi không. Chắc người này người sống không nổi đâu. Cua bỏ vô đi. Ô con ếch con nè. Ô kìa con ếch con. Thả luôn. Thả cho mày đó. Nhiều đây là đủ nấu uống cua rồi nha cả nhà.
Này là xe đãi cả nhà dùng bún riêu cua nha. Ngồi ăn bún giữa đồng là mới sướng. Được mớ cá nè mặn để dành kho ăn nha. Có được con cá chê trắng ngon cả nhà. Cá chê trắng với cá lồng lồng tâm. Trời ơi. Bắt con cua coi. Được nhiều cá đó cả nhà. Cá lồng trầm với cá rô, cá chê kho ăn cũng được. Nhiều cua đây là Trúc Đâm nấu bún cua nha. Này nên mời cả nhà dùng bún cua, bún riêu cua với vợ chồng nên ha. Đó làm gì em? Mâm guốc kìa. Mâm guốc à? Chúc làm sẵn sẵn đi, cái chúc đi lại kia hai mớ rau muống với ấy vậy. Này bà xã nên đang cháy mắm guốc nè cả nhà. Nè. Nhớ trang cho bún. Trang vô bún hả?
Vậy là có cái nồi bún riêu cua ha cả nhà. Thì nói chung ra trong này thì nãy nên đi hái một mớ bông, một mớ rau muống nè, rồi một mớ bông điên điển nè, rồi một mớ rau nhút, đúng không? Còn bún á, bún thì nên nhờ mượn nhà người ta mua giùm hết cả nhà. Thì có bà chị á, có bà chị và có hai chồng cái anh á chạy đi ra vô đây đặt lập ếch đồ nè, thì lập ếch lập cua đó, cái thì nên nhờ mua giùm ký bún với cà gió với mớ giá ha cả nhà. Còn mấy cái kia thì nên mua ý nên đi hái hết, chỉ có mua bún với cà gió thôi đó. Thì đây với giá đây, bà xã nên chuẩn bị xong nè, chan nước mắm, chanh ớt, còn này là mắm vuốt ha, mắm vuốt đó, bún. Đây là cái nồi bún riêu cua ha cả nhà, sắp hoàn thiện rồi nè, nó nhìn ngon hấp dẫn không cả nhà, đâu giới giá cua luôn nè, nó nhìn hấp dẫn không cả nhà. Ồ, nhìn ngon cực kỳ luôn. Một bàn ăn xịn soạn hay nha. Trụng ăn. Giờ trụng ra để nên mời cả nhà dùng dùng với vợ chồng nên ha. Rồi, thì bây giờ bà xã nên cũng đã trụng xong hai tô bún rồi nè cả nhà. Thì cũng đã mời ông bà rồi ha. Đó. Thì rau đây, nồi cua ha nha, nhìn hấp dẫn ha. Đó, này mà phải có thêm giò heo đồ nữa, mực đồ nữa thả vô thì thôi, đem đi đổ xong luôn. Nói chơi chơi dạ. Vui ha cả nhà. Nếu mà ở trong đây, ở trong đồng này mà được vậy là ngon dữ lắm ha cả nhà. Đó, không còn gì bằng luôn. Rồi bây giờ nên sẽ mời cả nhà dùng bún riêu cua với vợ chồng nên nha. Chứ nay nên tính đi ra ngoài, nên tính đi ra ngoài nấu á cả nhà, nhìn phong cảnh đồ cho nó đẹp, với cái thứ nhất thứ hai cho nó thoáng mát. Nhưng mà ngặt cái gió nên sập cái cửa xuống nên nấu, mà giờ còn gió đó, gió kinh luôn cả nhà, cho nên bắt buộc nên phải nấu ở trong thôi đó, gió quá gió rồi. Rồi thôi bây giờ nên sẽ mời cả nhà dùng bún với vợ chồng lên ha. Mời cả nhà dùng bún với vợ chồng đó nha, nhìn ngon cả nhà, hấp dẫn. Mời cả nhà bún nha. Ngon lắm cả nhà. Rau đồng thì thôi, rau hái trong này là khỏi sợ phân thuốc luôn nha. Rau không? Rồi, đúng rồi. Thôi dùng cái muỗng cho ăn mà, bỏ muỗng à. Miếng chanh chua mới ngon. Ra ngoài ngồi ăn mát gì đâu.
không có ngạt. Anh Nên cũng xin tạm dừng video đây hai nha. Rồi anh Nên cũng xin hẹn cả nhà lại video sau nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Bye bye.